Rồi chào anh em ha. Hôm nay giới thiệu anh em một cây đèn thông minh. Trên thị trường thì đèn thông minh thì có rất nhiều hãng nha. Ví dụ là của Xiaomi có nè, của Philips nè. Nhưng hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cây đèn của thằng Sonos ha. Lý do chọn cái đèn này thì tại vì mình có xài qua cái công tắc thông minh của nó ha. Mình xài 2 năm mà thấy cũng khá là bền. Nên mình mua cái này luôn cho nó đồng bộ để xài chung ứng dụng ha. Đây, ví dụ của nó nè, ok ha, bật tắt nè, để mình kéo cái độ sáng giảm lại xíu ha. Đây, ví dụ mình bật kênh số 3, ok ha. Cái này cái điện thoại mình nó bị đơ đơ. Nó bị loạn cảm ứng rồi, ok nè. Dù tắt đèn kênh 2 nè. Ok, còn cái đèn này là cái đèn thông minh, tức là nó tích hợp cái phần điều khiển trong trong đây luôn rồi. Còn cái này là công tắc thông minh nha, khác nhau. Cái này công suất nó là 5W. Đó. Thông minh là vì sao thông minh thì mình có thể điều khiển đây, bật tắt đây ha. Đó, tắt nè, bật nè. À, còn một đặc điểm nữa là mình chỉnh được cái độ sáng nữa ha. Đây có độ sáng à, mình chỉnh lên, các bạn thấy nó sáng lên nào. Tối lại, ok. Quan trọng một điều nữa là mình chỉnh được màu sắc nữa ha. Đây nó màu xanh đó, màu vàng, đủ màu hết ha, bảy sắc cầu vồng ha. Các bạn muốn chỉnh màu nào cũng được. Các bạn xài bình thường thì các bạn để màu trắng, tích màu trắng lên đó, thì nó sáng trắng lên nè, rất là sáng nha. Dù chỉ 5W thôi nhưng rất là sáng. Còn cái này là cái độ sáng giảm xuống, cái này là nhiệt độ màu ha. Đó. Ở đây nó có ngữ cảnh, dù các bạn chọn đọc sách đi, nó tự chuyển sang cái màu dễ chịu cho mình ha. Hoặc là muốn sáng tối đa thì bấm vô chữ sáng. Tiệc tùng, thư giãn, dễ chịu. Đó, dễ chịu thì chuyển sang màu xanh ha. Thư giãn thì chuyển sang xanh lam. Đi ngủ. Ok ha. Các bạn chỉnh thủ công thì các bạn vô chỗ màu sắc nè. Đó, mình muốn chỉnh màu gì mình kéo. Xong mình chỉnh độ sáng. Rồi mình muốn đi ngủ á, thì mình chỉnh độ sáng thấp xuống ha. Rồi chức năng tiếp theo là hẹn giờ ha, các bạn muốn bật lúc mấy giờ. Ví dụ thường tối thì các bạn bật lúc 7 giờ đi, 7:30 là 19 giờ ha, 19:30 đi ví dụ ha, mở bấm luôn là xong. Đó, tức là ngay giờ này thì nó mở ha. Này, hành động nè, ví dụ mở bật tắt vậy đó. Các bạn muốn thêm thì các bạn bấm thêm vô thôi. Dụ sáng, sáng mình 6 giờ cho nó tắt đi. Mình kéo lúc 6 giờ ha. Kéo lúc 6 giờ. Sau mình chọn hành động là tắt. Bấm luôn, xong. Nó tự mở tự tắt cho mình luôn. Đó, lịch cái nó nè. Lịch thì mình chọn thứ được ha. Đó. Dù thứ mấy, thứ hai, thứ ba, thứ chủ nhật gì đó, dù mình chọn hết thì nó để là hàng ngày lúc mở lúc mấy giờ, tắt mấy giờ được hết ha. Cái này bật tắt ngay giữa cũng được ha. Rồi ví dụ mình giờ mình để màu đỏ đây, khi mình tắt mình bật lại thì nó có giữ trạng thái không hay là nó sẽ chuyển sang màu trắng nha. Giờ giờ mình tắt nè. Rồi tắt lúc này thì các bạn điều khiển trên đây không được nha. Đó, các bạn quay ra thì báo offline, mắc kết nối. Rồi các bạn bật lên ha. Rồi ok, nó giữ cái trạng thái cuối cùng, mình chỉnh màu gì thì nó để màu đó luôn ha. Lúc này thì nó báo ngoại tiếng nè. Các bạn đợi xíu cho nó kết nối mạng lại ha. Cái dòng này mình thấy rất là rẻ ha.
hai tô hủ tiếu là xong. Đó, các bạn thấy thông minh chưa? Trắng đây, độ sáng này, sáng cực kỳ ha, công suất 5W nhưng mà cũng rất là sáng. Rồi ok ha. Hiện tại thì mình dùng làm đèn ngủ thôi, lâu lâu mình đổi màu chơi. Đó. Rồi tạm biệt các bạn.